Trước nghi vấn là kẻ phụ tình, Hoàng Oanh lên tiếng bênh vực Huỳnh Anh. Rất hiếm có cặp đôi nào sau khi chia tay vẫn giữ được mối quan hệ tốt như Huỳnh Anh và Hoàng Oanh. Huỳnh Anh, Hoàng Oanh là cặp đôi từng khiến đông đảo khán giả hâm mộ và yêu thích bởi chuyện tình ngọt ngào của họ. Vào những ngày đầu tháng 6 2017, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng, thậm chí là nhiều người tỏ ra hụt hẫng vì sự tan vỡ của một chuyện tình đẹp. Huỳnh Anh, Hoàng Oanh đã có 3 năm hẹn hò lãng mạn và nhận được vô số lời ủng hộ của công chúng. Khi ấy, lý do chia tay mà cặp đôi này chia sẻ với mọi người chính là họ đã không còn chung quan điểm để bước tiếp cùng nhau, chứ không phải là đã hết tình cảm. Bởi lẽ đó, cả hai đều giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho thời gian sau này. Vừa qua, Huỳnh Anh khá bức xúc khi bị cho rằng mình là kẻ phụ tình với người yêu. Nam diễn viên nhanh chóng đáp trả trên Instagram như sau: rõ ràng mình mới là người bị bỏ, mà thế nào sau một năm, nhờ một số anh chị lèo lái sang thành kẻ phụ tình. Vâng, cảm ơn, không thích thì bỏ đi, lúc chạy ra nhặt lại tôi không phải trò đùa, đủ rồi. Đứng trước câu chuyện này, Hoàng Oanh đã lên tiếng bênh vực người yêu cũ một cách chân thành và ngọt ngào. Theo đó, cô đã chia sẻ ảnh cả hai đi quay cùng nhau trong một chương trình và nói về cảnh đẹp ở Việt Nam, nhắn nhủ: bạn một quãng đời của mình, bạn ấy luôn là người chung thủy, sống bản năng và tình cảm. Bạn sống không toan tính và luôn tốt với mọi người xung quanh, tổn thương đủ rồi, mong đừng ai hiểu lầm nữa. Hoàng Oanh dùng khá nhiều lời khen khi nói về bạn trai cũ của mình. Vừa qua, cả hai đã có dịp cùng nhau đi quay chung một chương trình và chụp ảnh. Khoảnh khắc này đã làm cho người hâm mộ có dịp rưng rưng. Sau khi chia tay, Hoàng Oanh vẫn là cô gái chiếm nhiều diện tích nhất trên trang cá nhân của Huỳnh Anh. Cũng giống như Huỳnh Anh, Á Hậu vẫn giữ lại ảnh chung của mình và nam diễn viên. Dù đã gần một năm kể từ lúc cặp đôi này chia tay, nhưng trong nhiều bài viết, người hâm mộ vẫn thể hiện sự tiếc nuối và luôn mong họ sẽ quay về với nhau. Khi các mỹ nhân tranh nhau tỏa sáng trong cùng một khung hình, khổ nhất Phạm Hương vì nhỡ chụp cùng Ngọc Trinh. Cứ ham hố chụp ảnh chung nhiều mỹ nhân khác, nhiều sao nữ Việt bỗng dưng phải làm nền. Mới đây, rất nhiều sao có mặt đông đủ đến một sự kiện, loạt ảnh chụp làm nổi bật được vẻ đẹp của các hoa hậu. Bầu bì nhưng Lan Phương vẫn tự tin đội nhan sắc với hội chị em tháng 5 rực rỡ. Nhóm ngựa hoang trang điểm hơi quá đà. Phạm Hương ngồi chung với những thí sinh đạt được kết quả thi tốt. Cùng diện áo dài truyền thống, các á hậu và hoa hậu khó mà so sánh được ai đẹp hơn ai. Toàn hoa hậu và á hậu, nhưng khi đứng cạnh Ellie Trần, khí chất ai cũng giảm hẳn. Ngọc Hân, Thu Thảo, Kỳ Duyên, Hoàng Oanh và Tú Anh hội ngộ trong một khung hình và khó phủ nhận được vẻ đẹp sang chảnh của các cô gái này. Lan Khuê giản dị đi hội chợ và đọ sắc với dàn thí sinh The Fay, ngày càng sang chảnh. Team Lan Khuê The Fay mùa 2, tất cả cùng gây ấn tượng với hình ảnh mạnh mẽ. Hà Hồ nổi bật giữa dàn học trò dù mặc áo kiểu công sở. Huấn luyện viên nổi bật cả dàn thí sinh tự chuẩn bị. Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Mai Phương Thúy đều khoe được làn da không điểm chết trên gương mặt. Khay Thi Nguyện kém 4 tuổi so với Jun Vũ và Hoàng Yến Chi Bi, nhưng vẫn là cơ bản dài dặn. Toàn người đẹp chụp hình, chính vì thế muốn trở thành trung tâm là hơi khó với Hoàng Thùy Linh. Hà Hồ với bộ đồ lạ lẫm, lạc giữa ba học trò. May cho trang pháp khi cả Bảo Anh, Chibo và Sam đều chỉ mặc đồ tối màu. Nhưng Phạm Hương thì không, khi cô dù đã có bộ đồ kín đáo thanh lịch nhưng làn da đen hơn cả Ngọc Trinh. Toàn các mỹ nhân Tú Anh, Thanh Thảo, Thanh Hằng, Thúy Hạnh tụ hợp khiến người hâm mộ phát cuồng. Trấn Thành tiết lộ Harry Won đang mang thai con đầu lòng. Các fan của cặp đôi Trấn Thành Harry Won ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi nam diễn viên hài chia sẻ thông tin mang bầu. Các fan của cặp đôi Trấn Thành Harry Won hiện như ngồi trên đống lửa khi theo dõi đoạn clip mới nhất của hai nghệ sĩ. Hiếm khi cùng vợ chàng MC của Chuyện Tối Nay với Thành bất ngờ tuyên bố lần đầu tiên trong cuộc đời mang bầu. Trong khi ông xã thông báo tin mừng với sự hoang mang thì Harry Won lại chỉ đứng lặng yên và cười ủng hộ. Bất ngờ và hoang mang là cảm xúc chung của cả Harry Won lẫn Trấn Thành khi úp mở thông tin mới nhất với các fan. Việc có con đầu lòng là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với chàng trưởng phòng tài năng của Ân Rời Cậu Đây Rồi.
Bình thường làm MC, làm diễn viên, diễn hài trên sân khấu, thậm chí hát và nhảy luôn, lần này là lần đầu tiên trong cuộc đời mang bầu. Đây là cách thông báo tin vui không thể nào bá đạo hơn của Trấn Thành và Hari Won. Sau hơn một năm kết hôn, vợ chồng Trấn Thành Hari Won sắp chào đón con đầu lòng. Sau một năm ba tháng kết hôn, tin vui từ cặp đôi Trấn Thành Hari Won khiến các fan vô cùng trông đợi. Việc có con đầu lòng sẽ viết thêm một cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp của cặp đôi nghệ sĩ được yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Tuy vậy, từ lúc kết hôn đến giờ, vợ chồng Asin vẫn chưa có dự định có con vì cả hai vẫn còn trẻ và chơi chưa đã. Với tính cách lầy lội, nhiều fan cho rằng đây có thể là đoạn clip nhá hàng vai diễn kế tiếp của Trấn Thành. Tuy vậy, việc nam diễn viên hài xuất hiện cùng Hari và cách giới thiệu trong đoạn clip khó hiểu dễ khiến các fan thổn thức. Phải chăng cộng đồng Party và Star Farm nên chuẩn bị tinh thần để đón tin vui từ cặp đôi Trấn Thành Hari Won? Hậu scandal, Trường Giang chụp hình với gái tỏ thái độ ra mặt, nhưng nhìn cánh tay phản chiếu trên gương mới giật mình. Có lẽ nam danh hài đã quá sợ hãi, kể cả chụp hình với gái cũng không còn vui tươi như trước. Sau scandal hẹn hò với nam em, hiện tại Trường Giang vẫn im lặng trước công chúng. Một số tin đồn cho rằng Nhã Phương đã quyết định chia tay Trường Giang và nam danh hài đang cố níu kéo cuộc tình bằng mọi cách. Mới đây, một nữ ca sĩ ít tên tuổi bất ngờ đăng tải một hình ảnh chụp với Trường Giang. Điều đặc biệt là khác với vẻ bình thường, cứ gặp gái là ôm chặt, lần này nam danh hài lại chỉ có biểu cảm khá xa cách, cười trừ không thân thiện giống như trước kia. Một nữ ca sĩ ít tên tuổi bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng với Trường Giang. Biểu cảm nam danh hài không quá vui mừng, thậm chí còn có vẻ khó chịu. Đặc biệt, nhiều người còn soi được chỗ để tay của Trường Giang qua tấm gương phía sau. Bình thường cứ chụp hình với gái là ôm chặt, nhưng lần này lại khác. Có lẽ nam danh hài đã học được bài học thích đáng từ nam em nên không dám đụng chạm đến nữ ca sĩ kia. Tuy nhiên, có một số người cho rằng hình ảnh trên của Trường Giang chưa phải là mới lắm, khi hiện tại một số fan ruột nam danh hài đã cạo đầu, khác hẳn với mái tóc dày cộm phía trên. Trường Giang dù diễn cùng ai nhưng cứ có gái là ôm hôn quá đà, cánh tay lúc nào cũng đụng chạm đến bạn diễn. Cứ ôm là tay Trường Giang tự động bắt đúng chỗ. Huỳnh Anh bức xúc treo status sau khi xuất hiện cùng Hoàng Anh. Mối quan hệ phức tạp ở hiện tại của cặp đôi tình nhân đẹp một thời khiến nhiều người tò mò. Kết thúc tình yêu trong nhẹ nhàng êm đẹp nên cuộc chia tay cặp đôi Hoàng Anh Huỳnh Anh luôn được xem là một trong những sự rạn nứt văn minh nhất nhì showbiz. Bằng chứng rõ rệt nhất là việc cả hai vẫn thể hiện thái độ quan tâm, thân mật với đối phương tại một số sự kiện dù đã đường ai nấy đi. Thế nhưng việc Huỳnh Anh, Hoàng Anh mới đồng hành cùng nhau trong một chương trình mới đây khiến không ít người phải ngạc nhiên. Hoàng Anh cầm điện thoại quay clip, Huỳnh Anh vẫn thoải mái xuất hiện và cười đùa vui vẻ. Tuy nhiên sẽ không có điều gì đáng bàn nếu sau khi trở về, Huỳnh Anh không đăng tải một story thể hiện thái độ bực mình bức xúc. Nguyên nhân là do một số nguồn tin sai lệch khiến anh bị nhiều người hiểu lầm là kẻ phụ tình, dù thực tế rõ ràng mình mới là người bị bỏ. Chưa hết, Huỳnh Anh còn tức tối viết thêm: "Không thích thì bỏ đi, lúc chạy ra nhặt lại, tôi không phải trò đùa, đủ rồi." Phải chăng nam diễn viên đang muốn ám chỉ bạn gái cũ Hoàng Anh, đang thực sự có ý muốn nói lại tình xưa, nhưng giờ đây anh đã không còn mặn mà. Nhiều tháng trước, những ai theo dõi Huỳnh Anh đều dễ dàng nhận thấy anh thường xuyên đăng status, thể hiện sự tiếc nuối về mối tình 3 năm, và nhiều lần tìm cách cứu vãn, nhưng vẫn bị Hoàng Anh khước từ. Cơn nóng giận khiến Huỳnh Anh đá đểu bạn gái cũ Hoàng Anh. Chưa hết, chia sẻ trong bài phỏng vấn mới đây về tình yêu, nam diễn viên, tình khúc Bạch Dương vui vẻ tiết lộ đang cảm nắng một cô gái ở trời Tây. Nhưng chúng tôi chưa gặp nhau, mới chỉ bắt đầu qua mạng. Đó là một cô gái ở nước Bỉ, hoạt động chính trị chuyên nghiệp, gọi là chính trị gia cũng được. Cô ấy bằng tuổi tôi, hai chúng tôi cũng đã quen nhau được một năm, nhưng gần đây mới chính thức gọi nhau là Honey. Thật ra chúng tôi mới tìm hiểu, tháng 7 này tôi có dịp sang đó chơi, tôi dự định sẽ gặp cô ấy. Chúng tôi nói chuyện thấy hợp và khá thoải mái. Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những sự thoải mái như vậy. Nhưng tôi cũng chưa biết thế nào, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nếu đã yêu thì cũng không ngại vượt qua khó khăn. Chúng tôi quen nhau đã xa nên chắc chấp nhận được. Trường Giang, không ai dám mời Hari Won làm MC vì nói lỡ. Sau chương trình này, không ai dám mời Hari Won làm MC vì nói lỡ. Trường Giang nói thẳng trước mặt Hari Won.
sau loạt chương trình đầu năm như chung sức, siêu bất ngờ 7 nụ cười xuân. Tối thứ Bảy ngày 7 tháng 4, tập đầu tiên của chương trình Nhanh Như Chớp sẽ được lên sóng. Ngoài hai MC quen thuộc là Trường Giang và Harry Won, Nhanh Như Chớp còn có sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng là Sam, Nam Hy, Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ, Minh Trung và Anh Đức. Nhanh Như Chớp là game show được mua bản quyền từ Thái Lan, có luật chơi đơn giản với những câu hỏi mẹo mang tính bất ngờ. Các khách mời được chia làm hai đội chơi, mỗi đội 3 thành viên. Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ được cử ra để đối đầu với đội còn lại. Họ sẽ được ngồi trên chiếc xe dốc tử thần của chương trình để trả lời 10 câu hỏi chỉ trong 2 phút. Nếu trả lời không đúng, chiếc xe sẽ tự rớt xuống điểm tận cùng. Đội nào giành số điểm cao hơn sẽ tiến vào vòng đặc biệt. Đảm nhận vai trò MC chính của chương trình, nhưng Harry Won vẫn giữ lối nói ngọng và chất giọng lơ lớ của mình khiến nhiều khán giả cảm thấy hơi khó chịu. Chính vì thế, Harry Won liên tục bị Trường Giang và Anh Đức chọc ghẹo. Trường Giang thậm chí còn nói thẳng trước mặt Harry Won, sau chương trình này không ai dám mời Harry Won làm MC vì nói lớ. Về phía Harry Won, cô bỏ ngoài tai những lời của Trường Giang và bất chấp giành lượt đọc câu hỏi với anh. Không những vậy, Harry Won còn mải mê ngắm nhìn trai đẹp Minh Trung, đàn em của Ngọc Trinh và hết lời khen ngợi chàng trai này.